và đặc biệt là nhà có nhiều con ăn nên một bát chè chắc cái tô nó có vừa thái ba người một tô ăn hai chén ba người bò viên sắp nó chấm thái 20 ngàn một cây kem dừa sầu riêng giảm tổng cộng 90 ngàn một tô và đặc biệt hơn nữa món ăn hôm nay chà bông cực kỳ ngon chà bông nguyên chất chà bông ăn không có bột và các nhà có thể đủ thức ô đồ tại quán kim đi nếu có điều đó sai 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 quay đi đúng rồi ngày hôm qua mấy bài kia bản quyền quá trời luôn. Ủa thầy ơi hồi đó lại học trình độ lớp mấy vậy? 13. Dạ. Học trình độ lớp 14. Lớp 14 luôn hả? Trời hay vậy. Đấy, ủa em cho anh hỏi được. Cho anh hỏi đường á ơi. Cho anh hỏi đường em cái ơi. Em cảm ơn các chị rất là nhiều và tụi em rất là một bạn dạng. Rồi đi đâu anh? Quỷ đơn, quỷ đơn luôn. Quỷ đơn luôn. Ủa Ủa em quay em lại. Ủa em đẹp quá vậy ơi. Ủa em đẹp quá.